Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Chư Tôn Đức, Hội đồng Chứng Minh, Hội đồng Trị Sự, Ban Trị Sự các tỉnh thành. Kính thưa các vị học giả, nghiên cứu và giáo sư đại học ở trong các trường dự lễ 40 năm thành lập và phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đáng lẽ thì chúng ta sẽ tổ chức một cái hội thảo mà lớn, vì ở đây chúng ta đã có trên 260 bài nằm ở trong 4 cái chủ đề quan trọng. Nhưng mà vì Covid-19 này cho nên chúng ta làm cái việc trực tuyến. Vì vậy mà chúng ta không tập trung được một chỗ. Thì tôi xin thay mặt cho Hội đồng Chứng Minh có lời tán dương cái sự đóng góp của những nhà nghiên cứu, các vị giáo sư đã đóng góp cho cái hội thảo, tức là một cái số lớn tư liệu mà của Phật giáo trong 40 năm vừa qua. Tôi nghĩ cái thống nhất Phật giáo là cái ước mơ của tăng ni Phật tử chúng ta nhiều thế hệ, nhất là gần 100 năm chúng ta bị thực dân nô lệ. Cho nên vừa mang một cái ý thức thống nhất Phật giáo, vừa mang một cái ý thức gọi là giải phóng dân tộc. Cho nên ở đây là một cái vấn đề quan trọng mà nhiều thế hệ chúng ta đều có cái ước mơ đó. Nhưng mà mãi đến năm 1981, sau khi chúng ta thống nhất đất nước rồi, thì chúng ta mới được phép tổ chức đại hội để mà thống nhất Phật giáo cả nước chúng ta. Vì lúc đó thì Phật giáo chúng ta bị phân hóa trầm trọng. Chỉ riêng có miền Bắc thì mới có Hội Phật giáo Thống nhất miền Bắc. Còn miền Nam chúng ta nữa, thì nhà nước cho thành lập rất nhiều tổ chức giáo hội của Phật giáo khác nhau. Cho nên cái ước mơ thống nhất thì nó lại càng mạnh hơn nữa. Vì vậy đó mà đến năm 81 chúng ta được nhà nước cho phép tổ chức đại hội ở tại thủ đô Hà Nội, chùa Quán Sứ. Thì đây được coi như cái ước mơ mà của Phật giáo chúng ta được thực hiện. Thì tới tham dự đó thì nó gồm có 9 tập đoàn, nhưng mà 8 tập đoàn đó thì nằm ở phía Nam. Tôi cũng được may mắn là tham dự vào ở trong cái hội nghị đầu tiên này, và cũng tham dự vào ở trong cái ban mà soạn thảo hiến chương của giáo hội. Cho nên tôi thấy đây là cái tha thiết mà thống nhất của Chư Tôn Đức lãnh đạo Phật giáo thời bấy giờ. Khi mà đại hội thống nhất thì chúng ta suy cử Hòa Thượng Đức Nhuận làm pháp chủ thứ nhất của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng ta suy cử Hòa Thượng Trí Thủ làm Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thì cái điều đặc biệt nhất là Hòa Thượng Đức Nhuận, Ngài nói chúng ta tổ chức đại hội thống nhất được Phật giáo, thì cái điều quan trọng nhất mà chúng ta cần phải làm ở đây là phải xin phép chính phủ được cho tăng ni xuất gia và được mở trường Phật học để đào tạo tăng tài. Vì nếu có chùa nhưng mà không có tăng thì cũng coi như không có. Nhưng mà có tăng mà tăng thất học thì đôi khi còn nguy hiểm hơn nữa. Cho nên Ngài cương quyết là phải xin thành lập trường đào tạo tăng tài, ít nhất là Hà Nội
Huế và thành phố Hồ Chí Minh phải có ba cái trường để đào tạo của ba miền đất nước chúng ta tới bây giờ. Được Thủ tướng Phạm Văn Đồng chấp nhận cho chúng ta thành lập ba cái trường gọi là trường cao cấp Phật học. Đây đầu tiên là trường cao cấp Phật học. Nhưng mà trường cao cấp Phật học thì trải qua ba khóa. Khóa đầu chúng ta chỉ có đào tạo được 60 học tăng. Khóa 2 thì lên được 100. Và khóa 3 chúng ta cũng được 100. Thì lúc bây giờ là trường chúng ta mới đổi thành Học viện Phật giáo Việt Nam. Và nó có cái tầm hoạt động rộng hơn. Cho đến ngày nay thì chúng ta đã có được ba trường ba miền như Đức Pháp Chủ mong ước. Mà chúng ta còn có thêm một cái trường Phật học đặc biệt, gọi là trường học viện của Nam Tông Khmer. Như vậy là chúng ta có bốn cái trường Phật học ở cái cấp bậc đại học và sau đại học. Thì trong cái khoảng thời gian 40 năm rồi đó, thì chúng ta chánh thức được đi xuất gia là trên 5 vạn tăng ni. Và cái số tăng ni đó mà đã tốt nghiệp từ trung cấp và tốt nghiệp cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, chúng ta đã lên trên 2 vạn. Thì cái ước mơ mà của Đức Pháp Chủ thứ nhất đó, thì chúng ta coi như đã thực hiện được ở trong 40 năm qua. Nhưng mà thực hiện được 40 năm qua rồi, nhưng số lượng tăng ni xuất gia mà được đào tạo cơ bản như thế thì đây cũng là điều đáng mừng. Nhưng mà Đức Đệ Tam Pháp Chủ đó, thì lại có thêm cái lo lắng mà Ngài có gửi gắm cho tôi, là vì xuất gia đông, học thức có, nhưng mà nếu hãy kém tu thì đây cũng là cái điều đáng quan tâm, đáng lo. Tại vì nếu chúng ta chỉ có học mà thiếu tu đó thì chẳng khác nào những nhà nghiên cứu, những học giả thôi. Phật giáo chúng ta đó là chính là tu để đắc từ sơ quả cho đến tứ quả của thanh văn, và có thể phải đắc được quả của các vị Bồ Tát từ thập trính, thập trụ, thập hạnh và thập hồi hướng và lên tới thập địa Bồ Tát. Thì đây là cái con đường giác ngộ mà Đức Phật chúng ta đã trải qua và Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Cho nên cái giai đoạn thứ hai chắc có lẽ từ đây sắp tới chúng ta phải đặt nặng cái vấn đề tu để có cái kết quả theo cái truyền thống của Phật giáo là học và phải tu. Thì ở trong cái kỳ hội thảo này đó, trên 260 bài của tất cả các nhà nghiên cứu về nhiều lĩnh vực khác nhau của Phật giáo, nó sẽ đóng góp cho Phật giáo một cái tư liệu phong phú. Và đó là những cái tư liệu quan trọng để rồi các cái trường đại học Phật giáo chúng ta đó, để tiếp tục nghiên cứu và phát triển thêm. Nhưng mà không quên là đào tạo tăng ni có tu. Thì như vậy đó là chúng ta mới đáp ứng được cái yêu cầu mà của Đức Đệ Tam Pháp Chủ vừa viên tịch, Ngài đã gửi gắm lại cho chúng ta. Tôi cầu mong chư tôn đức lãnh đạo, hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự, ban trị sự các tỉnh thành cố gắng mà thực hiện cho được cái di huấn của Đức Đệ Tam Pháp Chủ, là tạo điều kiện để cho tăng ni tu để có ít nhất là cũng chứng được sơ quả, thì không phụ cái lòng mong ước của Đức Đệ Tam Pháp Chủ cũng như là các bậc tiền nhân. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.